Vâng, đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hôm nay thì chúng tôi xin mời các bác tìm hiểu về ý nghĩa phong thủy của tranh Tứ Quý Đồng Trúc Cúc Mai. Bộ tranh này thì đã có xuất phát từ Trung Quốc. Cổ nhân thường gọi Tùng Trúc Mai là ba người bạn của mùa lạnh, là Tuế Hàn Tam Hữu. Bởi vì ba loại cây này dù mùa sương tuyết vẫn tươi tốt, trong khi những loại cây khác thì là hầu như cằn cỗi héo hon. Tính chịu lạnh của Tùng Trúc Mai là tượng trưng cho đức tính nhẫn nại của người quân tử, tự cường mãi không thôi, luôn trau dồi tài đức trước nghịch cảnh cuộc đời. Mai Lan Cúc Trúc thường được gộp chung thành một cụm mà xem như biểu tượng của bậc quân tử, nên cũng gọi được là tứ tử, bốn người quân tử. Vâng, trước hết tôi xin nói về cây tùng. Cây tùng thì đại diện cho mùa đông. Chữ tùng có nghĩa là cây thông, ta gọi là tùng bách thông, nhưng tiếng Trung Quốc thì họ chỉ gọi là tùng. Họ phân biệt mấy loại đó bằng tùng La Hán, tùng Mã Vĩ, tức thông đuôi ngựa. Cây tùng thì mọc trên núi cao khô cằn, thiếu nguồn dinh dưỡng. Nó mọc ngay giữa những mỏm núi chênh vênh, chịu nhiều sương gió, bão tuyết mà không chết, thể hiện sức sống bền bỉ. Người xưa xem tùng là đại diện cho trăm cây. Ngoài ý nghĩa trường thọ, tùng còn đại diện của khí tiết. Ngoài ra, trong quan niệm của người Trung Hoa thì tùng còn có khả năng trừ tà, xua đuổi ma quỷ rất mạnh, nên tùng mang lại sự bình yên, an lành cho con người. Như vậy, trong những bức tranh phong thủy, cây tùng thường có ý nghĩa là bậc trượng phu, đại trượng phu. Khi nhắc đến mùa hạ thì chúng ta sẽ liên tưởng ngay đến cây trúc. Trúc trong tiếng Hán thì chỉ loài tre nói chung, chứ trúc không phải là cây trúc của Việt Nam. Cây tre trong tiếng Hán là thích trúc, tức là cây tre có gai. Chỉ có điều cây trúc theo ý nghĩa là cây cảnh thì người ta hay chơi trúc quân tử. Cây trúc cũng là một cây có thể sống ở nơi khô cằn, quanh năm xanh tốt, đốt ngay thẳng từ bé. Đốt cháy thân cây tre đi nhưng đốt than của nó vẫn thẳng chứ không cong gãy. Như vậy, ý nghĩa tranh phong thủy mà có hình ảnh cây trúc chính là một trong những biểu tượng mạnh mẽ của sự trường thọ. Đó là biểu tượng tính kiên cường vượt qua mọi nghịch cảnh và khả năng chống chọi với sóng gió cuộc đời. Không những thế, cây tre trúc còn là biểu tượng của tài lộc. Nói về cúc, tức là mùa thu. Về hoa thì các văn nhân Trung Quốc thường gán cho từng loại hoa một đức tính, một ý nghĩa tượng trưng văn học nào đó, và các họa sĩ đã tiếp thu toàn bộ những quan niệm này. Một vài phân tích dưới đây thì tôi sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về ý nghĩa trong tranh phong thủy có hình tượng hoa cúc. Chu Đôn Di Đầy Tống từng nói, trong các loài hoa thì cúc là kẻ ẩn dật, mẫu đơn là kẻ phú quý và sen là bậc quân tử. Cứ mỗi độ thu sang thì hoa cúc lại nở vàng. Hoa cúc là một trong bốn loại hoa quyền quý trong văn hóa Trung Hoa. Hoa cúc tượng trưng cho sự trường thọ, phúc lộc dồi dào. Trong phong thủy thì nguồn năng lượng mà hoa cúc đem lại khiến cho gia chủ có một cuộc sống bình dị, cân bằng trong mọi việc. Đồng thời nó cũng mang đến may mắn cho căn nhà. Cúc có chí khí quân tử của nó. Ai chơi tranh phong thủy hoa cúc thì đều biết hoa cúc tàn nhưng không rụng. Nó chỉ gục rũ trên thân của nó thôi. Gợi cho ta nhớ đến một hình ảnh là chết đứng chứ không chết nằm của người quân tử. Cuối cùng là mai. Mai là một cây hoa quý đối với người Trung Quốc, có thể coi là quốc hoa. Nó có màu trắng hoặc hồng, không phải là giống hoa mai vàng của người miền Nam Việt Nam. Vì nó trắng nên là tượng trưng cho sự thanh khiết. Nó chịu qua giới tuyết mùa đông. Tranh phong thủy hoa mai thì biểu tượng cho sự cao thượng, vinh hiển cao sang, tượng trưng cho vua thời phong kiến. Cứ Tết đến xuân về thì hoa mai lại đơm bông nảy lộc. Nó có ý nghĩa là tình cảm, tình người, giàu sang và tấn tộc, tấn tài. Hôm qua một số phân tích của tôi thì có lẽ là các bạn đã hiểu rõ hơn về ý nghĩa của tranh tứ quý. Nhân đây thì tôi cũng xin giới thiệu một mẫu tranh tứ quý treo phòng khách, được làm bằng chất liệu gỗ gõ đỏ với kích thước là chiều ngang 42cm, cao 1m17 và dày 4cm. Được đục chạm kênh bong và chi tiết rất là tinh tế và sắc sảo. Các bạn có nhu cầu mua hàng thì vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình kìa. Các bạn xem nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé.